Bây giờ là sáng ngày 24 tháng 12 chủ nhật tại thành phố Đà Lạt. Mọi người sáng nay thì sẽ đi uống cà phê check-in vòng vòng thành phố Đà Lạt, và tất nhiên rồi, một cái đặc sản của Đà Lạt mùa lễ hội kẹt xe. Ở quán cà phê là việc sáng chủ nhật cuối tuần tại Đà Lạt. Người đốt quá nhiều năng lượng cho hôm qua rồi ha, nên hôm nay là nhẹ nhàng hơn một xíu. Buổi sáng sẽ cà phê check-in vòng vòng Đà Lạt. Vừa rồi là tận hưởng một cái đặc sản của mùa lễ hội kẹt xe. Mọi người uống cà phê làm việc xong và check-in nhà thờ con gà. Hồi nãy check-in nhà thờ con gà thì mọi người chụp xe theo đoàn nên mình không có kịp để mà quay cho các bạn xem. Bây giờ ở đây là trung tâm văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Lạt. Mọi người được chơi tự do 20 phút ở đây trước khi mà chụp hình tập thể. Mình sẽ sẵn quay nét qua cho các bạn về quan cảnh xung quanh ở đây nha. Xong buổi sáng chủ nhật cuối tuần rất là vui vẻ bên cà phê ăn uống chụp hình. Bây giờ mọi người đã về tới khách sạn Kỳ Hòa và chuẩn bị dùng cơm trưa. Có một số bạn đem củ tách đoàn để ăn lẩu bò. Bây giờ là chiều ngày 24 tháng 12, chuẩn bị đổ đi Tà Nung ngắm hoa. Bên kia là 4 xe của Marshall, họ có nhiệm vụ dẫn đoàn, chốt đoàn và đảm bảo an toàn cho cả đoàn trong suốt hành trình di chuyển, cũng như là đảm bảo xe của mọi người luôn trong trạng thái an toàn và sẵn sàng nhất để vận hành.
đang ở Hoa Trong Rừng. Wow, rất là đã ha. Cảnh rất là đẹp, một cái thung lũng. Hồi nãy leo lên một đoạn, leo lên dốc 15 độ rất là đã. Mình sẽ đăng những cái short video về cái khoảnh khắc đó, cùng đón xem trên kênh của mình ha. Lúc nãy vì tại vì cái xe 110 và cái sên trong dĩa này nó không có đủ để mà mình chở hai leo lên dốc đó, mình chỉ chạy số 1, số 2 và nó đuối máy khét luôn, nhưng chứ đuối gì nữa. 98.000 cho một vé, đổi lấy một ly nước và cái view chụp hình tại đây. Mình vừa từ Hoa Trong Rừng về, đây là quán ăn Hoàng Lan và mọi người sẽ ăn tối tại đây. Thời tiết Đà Lạt bây giờ mát nha, vẫn còn bình thường. Và mình đã hoàn thành xong tour Wanderlust đầu tiên sau 48 tiếng tại Đà Lạt cùng Yamaha BZ1. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip của mình và cùng chờ đón xem video clip tiếp theo chạy từ Đà Lạt về Sài Gòn cùng tour cùng team Yamaha BZ1 và đoàn mô tô mở đường thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi rất nhiều.